Chào mừng bạn đến với clip hướng dẫn cập nhật mã vạch barcode. Bạn vào trang chủ GoSell, chọn tất cả sản phẩm, nhấn vào tạo sản phẩm. Tại phần mã vạch, nhập mã barcode. Để thay đổi mã vạch barcode, bạn vào sản phẩm, tất cả sản phẩm, chọn sản phẩm bạn muốn thay đổi. Sau đó nhập mã vạch mới, bấm lưu. Hy vọng những chia sẻ trong clip này sẽ giúp bạn cập nhật mã vạch barcode thành công. Chúc bạn bán hàng nhiều hơn.